trong những ngày tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bằng cách này hay cách khác, nhiều người dân trên địa bàn huyện Hòa Vang đã chọn cho mình cách sinh hoạt tích cực, thích ứng với hoàn cảnh, góp phần chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Là Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hòa Phong nên cái đầu hay nghĩ, cái chân hay đi. Nhưng gần tháng qua, ông Nguyễn Tịch ở thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong chỉ dành thời gian để chăm sóc khu vườn nhỏ bé của mình. Với ông, đây là cách để mình vừa chống chọi với thời gian quanh quẩn trong nhà suốt ngày, vừa là cách thư giãn, vừa để phát triển kinh tế gia đình. Chúng tôi nhận thức rằng là mình phải là bảo vệ cho chính mình và phải là có một cái hạn chế đi lại và cũng lo cái công việc hàng ngày trong gia đình. Ngoài những ngày cùng chị em hội viên phụ nữ nấu cơm, phục vụ các tổ chốt chặn trong thôn tham gia trực chốt cùng các thành viên, thì quỹ thời gian trong ngày, chị Nguyễn Thị Bích, chi hội trưởng phụ nữ thôn Bồ Bản, hầu hết ở ngoài vườn rau. Theo chị, dành thời gian trong ngày để chăm lo con heo, con gà, vườn rau, vừa có thêm thu nhập, vừa có phần phòng tránh dịch bệnh. Ngoài việc trực chốt để phòng chống dịch, còn về tôi cũng lùm thêm ở trong vườn, lùm rau, lùm đồ để hạn chế cái tiếp xúc ngoài xã hội. Và hơn nữa là cũng để phát triển thêm kinh tế gia đình, thêm thu nhập cho gia đình để cái phòng chống dịch cho nó tốt. Tuy mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng từ trong lại, họ có cùng một điểm chung, đó là âm thầm đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong điều kiện có thể để chung tay đẩy lùi COVID-19.